trong cái thời điểm rơi tầm khoảng 2 năm bão giá như vậy thì cái lượng trâu bò ở Việt Nam giảm rất nhiều. Giảm rất nhiều. Nói lại với các bác là đối với lại giá bò 3B bây giờ hiện tại cũng tăng từ 72, 73, 74 thì lên rơi tầm 78, 80, 82 nghìn đồng rồi. Những cái dòng bò Brahman thì giá trung bình rơi tầm khoảng từ 74 đến 76 ngàn. Bò Úc thì rơi tầm khoảng 76, 78, 79 nghìn đồng 1 kg. Đó. Còn con giống thì thực sự các bác là bây giờ mọi người nhập cũng rất là khó, cực kỳ khó luôn. Và đối với lại mình chẳng hạn thì sắp tới thì mình sẽ dọn một bên như thế này, mình vào trước rơi tầm khoảng 25 con bò thịt trước. 25 con để về đó là mình vỗ. Đó. Vỗ rơi tầm khoảng 5 đến 6 tháng mình bán thôi, giả sử như là chắc là rơi tầm khoảng nửa tháng nữa mình sẽ bắt về và mình vỗ đến cuối năm thì mình sẽ có thu một đợt. Còn những cái dòng bò sinh sản này thì chắc là mình sẽ cũng phải thanh lý dần dần, bán dần dần. Bởi vì là chỗ mình không có cỏ, mà không có cỏ như thế bác là nuôi bò sinh sản là không có được. Cố gắng nuôi bò thịt thôi, để giúp cho đó là quay vòng vốn nó nhanh hơn. Chứ nuôi bò sinh sản nó lâu quá, quá lâu luôn. Nuôi đến rồi tầm khoảng 2 năm mới được một con bê con, mà đấy là gọi là tốt đẹp. Xin chào bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Hôm nay mình lên trại, sáng sớm hôm nay thì anh em đã xuống 270 cuộn rơm. Mỗi mình mà bạn Nghĩa bạn ấy xuống rồi, trời ạ, 270 cuộn rơm. Rơm mấy ngày hôm nay là nó không mưa ấy, vậy là rơm miền Bắc nhưng mà cũng khô phết đấy các bạn. Về đây là 34.000 một cuộn, 34.000 một cuộn này. Thì sắp tới mình sẽ nhập bò, thế vì vậy là mình phải chuẩn bị rất nhiều rơm. Đấy, 270 cuộn, chắc vài hôm nữa là phải nhập thêm vài trăm cuộn nữa. Đó. Và đây, mình lại phải nhập thêm ngô. Ngô này thì vừa rồi các bác cũng đã xem một cái video mình đã chia sẻ rồi đó. Là nhà bác này ngày xưa nuôi gần 100 con bò. Bác ấy tính toán là ủ ngô, sau đó là để nhập bò về để nuôi. Sau khi thấy giá lợn lên hơn 70 đó, thì bác lại chuyển đổi đó là từ chuồng bò sang chuồng lợn. Vì vậy là những cái bao ngô ủ này này, thì bác ấy bảo là bây giờ có ai mua không? Đó, để bác ấy bán. Thì mình bảo là thôi bác để lại cho em. Thế mình mua đó là về đây rơi tầm khoảng hơn ngàn, ngàn mốt đồng 1 kg. Đó, và những cái bao này rồi cái men của HLT hết các bạn. Bao với men của HLT hết. Ngày xưa anh ấy mua khá là nhiều, mấy chục bao, gần trăm bao đó. Hình như là hôm nọ mình nhập là 80 bao. Mỗi bao rơi tầm khoảng 5 tạ, nó rơi tầm khoảng 40 tấn. Sắp tới thì mình phải nhập bò. Thế chính vì vậy chia sẻ với bác là phải nhập rơm này, nhập thức ăn, những cái dòng ngô ủ này. Để về mình vỗ thì con bò mới lên cân được. Đó, và mình phải làm lại rất nhiều đối với trại của mình. Vừa rồi thì mình cũng bán được ít bò rồi. Thì coi như một bên cũng đã giải phóng xong rồi. Và chắc là sau khi mình cải tạo lại cái trại của mình đã, đầu tiên đó là mình sẽ phải đó là lắp cái điện ba pha. Bởi vì là điện chỗ mình nó yếu quá, vì vậy là chắc chắn phải lắp cái điện ba pha. Rồi tiếp theo là mình phải làm thêm đó là cái hàng rào xung điện, để sắp tới mình nhập bò về những cái dòng bò mà rơi tầm khoảng 3 tạ rưỡi 4 tạ đó. Để mình nhập về mình nuôi mình vỗ rồi tầm khoảng từ 4 đến 6 tháng mình bán thôi các bạn. Chứ bây giờ ở đây các bác có thể thấy là trời ạ. Một cái trang trại rơi tầm khoảng 50 con mà bây giờ điện không đâu vào đâu cả. Đó, điện không đâu vào đâu cả, xong bắt đầu là máy băm thì có đấy, 2-3 cái máy băm luôn, nhưng quay đi quẩn lại là điện không sử dụng được, điện yếu quá. Không băm được, bây giờ là bò là phải nhai cả cây. Các bác thấy vất vả không? Quá vất vả luôn. Đó. Đây, chia sẻ với bác là đối với lại
Trại HLT lúc nào các bác có thể thấy là cũng có đá liếm này, đá liếm này, đá liếm của Anh Quốc các thứ ha. Đá liếm của Anh Quốc. Đó. Còn đây là những cái dòng sản phẩm giả sử như là vô béo này, rồi thuốc ruồi, thuốc muỗi này, đây là thuốc muỗi này. Còn đây là thuốc ruồi này. Ở một cái lọ này như vậy bác có mấy trăm gram thôi nhưng mà phun được rơi tầm khoảng 6.000 mét vuông luôn. Nó khá là tốt luôn đấy. Và cái gói này là gói nhỏ dành cho những trang trại nhỏ hoặc là nhà hàng các thứ thôi. Loại này là hàng của Anh Quốc, loại này một gói này phun được 60 mét vuông. Đó. Còn những cái dòng giả sử như men ủ rồi bao bố các thứ bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ với HLT ha. Còn đây là những cái dòng sản phẩm ngô sinh khối, nếu bác nào giả sử như cần mua giống về để trồng thì các bác cứ liên hệ với mình. Còn cái giá bò thì các bác biết rồi. Trong vòng rơi tầm khoảng 2 tuần nay thì giá bò lên khá là tốt. Giả sử như những cái dòng bò 3B chẳng hạn thì giá trung bình đâu đó rơi tầm từ 78 đến 82.000 đồng một cân. Đó. Còn đối với lại những cái dòng bò Úc chẳng hạn thì giá đâu đó rơi tầm từ 76 đến 79.000. Còn tiếp theo là những cái dòng bò mà bò Thái hay là những cái dòng bò Brahman ấy thì chia sẻ với bác là rơi vào tầm khoảng 73 đến 76.000 đồng một kg. Giá như vậy là cũng tốt phết rồi các bác. Đối với giá giống bây giờ thì các bác biết rồi. Giá rất là rẻ. Đó. Đây đây các bác này, thấy không? Đây con bò cái mà đấy cái đá liếm này mình vừa treo này, bắt đầu nó liếm. Những cái dòng đá của mình thì nó tan rất là chậm. Khi nào con bò liếm thì bắt đầu nó mới tan thôi. Nó không có hiện tượng nó hút ẩm, hút điếc các thứ đâu. Đó. Đối với trại mình thì bây giờ hiện tại các bác có thể thấy là vừa rồi mới nhập được ít rơm đấy. Còn không toàn đó là cái cỏ kia cho bò ăn thôi. Cám cũng rất ít. Đó. Ba bia cũng rất ít luôn các bạn. Nói chung là đối với thời điểm sắp tới thì mình nghĩ giá bò nó sẽ ổn định trở lại và rơi tầm khoảng vài tháng sau thôi. 2, 3, 4 tháng sau bảo là bắt bò giống cũng hơi bị khó. Bởi vì là con giống bây giờ cũng khá là hiếm các bạn. Đối với những cái trại bò sinh sản hầu như là người ta chán nuôi, người ta dập hết rồi các bạn. Họ không nuôi nữa. Đó. Còn đối với lại những cái trại bò thịt thì bây giờ cũng giảm cái quy mô rất là nhiều. Có những trại thì chuyển đổi từ nuôi bò sang nuôi lợn. Có những trại thì bây giờ trước đây nuôi rơi tầm khoảng 100 con chẳng hạn, bây giờ nuôi được khoảng 15-20 con. Còn đối với lại bò sinh sản này thì mình đi rất nhiều, các bác thấy không? Mình đi đó là từ Bắc vào Nam luôn. Và những cái dòng bò sinh sản này chẳng hạn thì hầu như là các trại là bán bỏ hết rồi. Những cái trại lông hộ rơi tầm khoảng 5, 7, 10 con, 20 con thì giảm đàn hoặc là không còn nuôi bò sinh sản nữa rồi. Nhất là giả sử như bên dưới Phúc Thọ này chẳng hạn. Ngày xưa là mỗi hộ gia đình nhá, phải nuôi rơi tầm khoảng 5, 7, 10 con. Nhưng mà bây giờ là nó giảm rơi tầm khoảng 2 phần 3 rồi. Hay là vừa rồi mình đi hội thảo ở trong miền Nam, trong Sài Gòn đó. Thì bên Bến Tre, tức là bên chi cục của bên Bến Tre người ta cũng chia sẻ. Thì họ bảo là giảm đến 3 phần 4 cái lượng bò sinh sản trong dân rồi. Thế chính vậy chia sẻ với bác là trong cái thời điểm rơi tầm khoảng 2 năm bão giá như vậy thì cái lượng trâu bò ở Việt Nam giảm rất nhiều. Giảm rất nhiều. Nói lại với các bác là đối với lại giá bò 3B bây giờ hiện tại cũng tăng từ 72, 73, 74 thì lên rồi tầm 78, 80, 82.000 đồng rồi. Những cái dòng bò Brahman thì giá trung bình rơi tầm khoảng từ 74 đến 76.000. Bò Úc thì rơi tầm khoảng 76, 78, 79.000 đồng một kg. Đó. Còn con giống thì thực sự với bác là bây giờ mọi người nhập cũng rất là khó, cực kỳ khó luôn. Và đối với lại mình chẳng hạn thì sắp tới thì mình sẽ dọn một bên như thế này. Mình vào trước rơi tầm khoảng 25 con bò thịt trước. 25 con để về đó là mình vỗ. Đó. Vỗ rơi tầm khoảng 5 đến 6 tháng mình bán thôi. Giả sử như là
chắc là rơi tầm khoảng nửa tháng nữa mình sẽ bắt về và mình vỗ đến cuối năm thì mình sẽ có thu một đợt. Còn những cái dòng bò sinh sản này thì chắc là mình sẽ cũng phải thanh lý dần dần, bán dần dần. Bởi vì là chỗ mình không có cỏ, mà không có cỏ như thế bác là nuôi bò sinh sản là không có được. Cố gắng nuôi bò thịt thôi để giúp cho đó là quay vòng vốn nó nhanh hơn, chứ nuôi bò sinh sản nó lâu quá, nó quá lâu luôn. Nuôi đến rồi tầm khoảng 2 năm mới được một con bê con, mà đấy là gọi là tốt đẹp. Bởi vì là mình nuôi từ giai đoạn mà bò choi choi mà, thì về rơi tầm khoảng 5-7 tháng sau bắt đầu nó mới lên giống. Lên giống xong chửa là 9 tháng 10 ngày sau, và phải nuôi đến 6 tháng sau nữa thì bắt đầu là con bò mới được một con bò tách sữa như thế này. Đấy, mới được con bò tách sữa như thế này. Thì thực sự là nuôi con bò nó rất rất là lâu. Nhân đàn lâu lắm các bác. Mà bây giờ là nhiều người là có nhiều sự lựa chọn hơn. Nhiều hộ là có nhiều sự lựa chọn hơn. Bởi vì cái vấn đề là vì sao? Bây giờ đi ra ngoài, hay là giả sử như anh em mình, hay là các bạn trẻ chẳng hạn, đi ra ngoài làm công nhân, lương tháng cũng được từ 7-10 triệu rồi, đúng không ạ? Mà ăn chắc mặc bền hơn so với lại thời điểm rất là khủng hoảng như thế này. Khủng hoảng về con gà, khủng hoảng về con trâu bò. Lợn thì nó vẫn giữ ổn định, bởi vì là cái dịch nó vẫn xảy ra, ADF vẫn xảy ra thì vẫn giữ ổn định. Nhưng mà đối với lại về cái ngành, nhất là ngành gà, vừa rồi mình đi khảo sát ở Phú Thọ ấy, những cái trại nào mà nuôi gà dài ngày, giả sử như mía hay lạc thủy, thì thực sự giải bác là vẫn còn duy trì lợi nhuận thấp nhưng vẫn còn duy trì. Nhưng đối với lại những cái trại mà nuôi gà ngắn ngày, giả sử như là những cái dòng gà phượng chẳng hạn, hay là giả sử như là ta lai, hay là minh dư các thứ chẳng hạn, hay là một số dòng lai trọi, thì bây giờ là những trại bên Phú Linh không còn trại nào nữa. Ngày xưa người ta nuôi rơi tầm 1 vạn gà, bây giờ chỉ còn 10 con gà. Đó, rất là khó khăn trong vòng mấy năm vừa rồi đối với con gà. Không phải riêng gì con trâu con bò đâu các bác. Bây giờ là những cái trại mà nuôi gà ngắn ngày từ 3 đến 4 tháng chẳng hạn thì hầu như là dập hết các bác. Giá các bác biết rồi. Đối với thời điểm này thì giá hòa nó phải rơi tầm khoảng 46, 47, 48, thậm chí là người nào làm không tốt ấy lên giá 50, 52. Nhưng mà giá gà bây giờ chỉ rơi tầm 47, 48 rồi. Đó. Và bây giờ là mình vẫn nhập gà từ nước ngoài về nhiều là một. Thứ hai là cái vấn đề là bây giờ cái hệ thống gia công của con gà, ôi trời ơi, chia sẻ với bác là kinh khủng lắm. Người ta làm hoàn toàn làm chuồng kín và con giống người ta rất là chuẩn. Và nó sẽ làm cho nó là cái giá thành của người ta rất là thấp. Và lúc đó người chăn nuôi không có khả năng cạnh tranh lại được đối với lại những cái trại gia công như vậy. Vừa rồi thì mình cũng ghé qua trại nhà anh Sự ở trên Đỗ Sơn, Thanh Ba đó. Thì anh ấy lúc nào cũng rơi tầm khoảng 10 vạn gà. Bây giờ thì anh vẫn duy trì. Nhưng mà anh ấy chuyển đổi từ cái mô hình mà ngày xưa nuôi chuồng hở, nhưng bây giờ là nuôi gà thả vườn là người ta không làm nữa. Và bây giờ anh ấy đầu tư cái hệ thống chuồng lạnh trong vòng 2 năm nay rồi, và cái giá thành nó giảm hơn. Vì vậy anh mới cạnh tranh được đối với cái hệ thống gia công. Và tiếp theo là giá thành nó giảm thì lúc đó là anh mới có lời và duy trì được. Nhưng mà anh vẫn phải làm thêm, đó là làm thêm cám. Bây giờ bán đâu đó rồi tầm 800 tấn cám. Cộng thêm đó là bây giờ anh ấy vẫn bán thêm thuốc nữa. Vì vậy là anh có cái chi phí qua lại. Vì vậy là hòa hoặc là lãi một chút thì anh vẫn phải duy trì. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì nhiều người bỏ thì chắc chắn thôi. Đó là cơ hội cho rất rất nhiều người khác, đúng không ạ? Trong khó khăn của người này là cơ hội của người khác. Giả sử như là vừa rồi là mình đi qua cũng rất rất nhiều trại mà chăn nuôi bò như thế này. Thì nhiều trại, giả sử như mình đây chẳng hạn, thì bán những cái dòng bò mà bò sinh sản thì mình không nói rồi. Nhưng mà một số trại là chán những cái dòng bò thịt rơi tầm khoảng vài chục con các thứ chẳng hạn, thế là bán rẻ quá. Có những trại là bán rơi tầm khoảng 60, 65, 70, bán thanh lý hết cả đàn thì người ta lại ôm về, xong bắt đầu là nhiều người lợi nhuận rất là cao trong cái quá trình đó là
người ta mua được giá rất rẻ và người ta bán được giá rất là cao. Vì vậy là có thể là khó khăn của người này nhưng lại cơ hội cho người khác. Và quan trọng nhất là trong cái chăn nuôi ấy, thì các bác phải kiên trì, phải có tính kiên trì thì mới vượt qua cái thời điểm khó khăn được. Và lúc đó là các bác mới có những cái gì mà gỡ gạc lại trong cái thời điểm sau này. Chỉ cần một đàn thôi thì các bác có thể là gỡ lại tất cả những cái gì mình đã mất. Đó, thì đó là cái chia sẻ của mình về cái ngành chăn nuôi châu bò, rồi giá cả châu bò đối với thời điểm hiện nay như thế nào. Thì các bác có thể là tham khảo ha. Đó. Và hiện nay thì HLT vẫn cung cấp những cái dòng thuốc và dụng cụ thú y trên châu bò và hỗ trợ kỹ thuật cho các trại. Bác nào có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ với HLT qua số điện thoại là 0917 542 558 hoặc là số điện thoại 0971 572 558. Rồi mình kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn toàn thể bác. Xin chào.